Xưa thì nó từng gặp cái anh đó, nói là từ bé học lớp 5 đã quyết định lớn lên phải làm bác sĩ. Tất cả mọi cái công việc, mọi thời gian, mọi ước mơ, việc học tập gì, tất cả mọi ngành nghề môn học gì chỉ dồn hết để đi thi y khoa. Và rồi cái rồi mọi người gọi ảnh gọi là trung tâm luyện thi, tại ảnh thi hết năm này thi tới năm kia không bao giờ đậu. Rồi thôi, cuộc đời trôi dạt luôn vì phước không đủ để làm y khoa. Mặc dù là dồn hết công sức về đó, đầu tư bao nhiêu cả tiền bạc, thời gian của gia đình vào đó hết, nhưng vẫn không thành công. Chỉ vì phước để làm bác sĩ không đủ, không đơn giản chút nào. Mặc dù ta tốn rất nhiều công lao về nó, thì mọi kế hoạch trên cuộc đời này của ta cũng vậy. Không phải mọi ước mơ của ta đều thành tựu, chỉ bởi vì một yếu tố rất quan trọng mà ta quên là phước. Vì thế, không biết đời trước ta phước nhiều hay ít, nhưng mà bảo đảm nhất vẫn là làm phước trước. Nhìn lên một kế hoạch trước 10 năm, 5 năm từ bây giờ làm phước cho cái ước mơ đó. Thì hy vọng 5 năm làm phước, 10 năm làm phước, thì cái phước đủ để đem đến cho ta một kết quả tốt đẹp. Chứ đừng có nghĩ là mình lên kế hoạch chu đáo rồi thì ta chỉ bằng ý chí mình quyết tâm mà làm. Nên ta làm gì làm, cái nền làm phước trước, đó là yếu tố quan trọng so với 70% của cái sự khôn ngoan, của kế hoạch, của chi tiết, của mọi thứ trên đời này.